Thưa quý vị và các bạn, Logistics đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Và trong các năm trở lại đây, các sản phẩm phục vụ cho ngành Logistics cũng dần trở nên phổ biến, vừa giúp tăng năng suất, vừa giúp tiết kiệm được sức lao động và cùng với đó là giảm thiểu những cái rủi ro trong việc sử dụng lao động chân tay. Và Sendung được coi là một trong những sản phẩm cơ bản của ngành Logistics. Vậy giải pháp nào giúp các doanh nghiệp sử dụng xe nâng một cách hiệu quả, từ đó giải quyết được bài toán về chi phí logistics cho các doanh nghiệp? Cùng bàn luận với chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi, xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Văn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn TFV Industry, một trong những doanh nghiệp uy tín tại thị trường xe nâng Việt Nam. Và để hiểu rõ hơn về những lợi ích mà xe nâng mang lại đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng như là logistics thì hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Năm 2020, nền kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động không nhỏ từ đại dịch COVID-19. Ngành thiết bị công nghiệp nói chung và thị trường xe nâng hàng nói riêng cũng không nằm ngoài khó khăn này. Ước tính năm 2020, Việt Nam nhập khẩu 6.700 chiếc xe nâng hàng các loại, trị giá 90 triệu USD. So với năm 2019, có sự sụt giảm khoảng 10% số lượng và 30% giá trị, và có sự chuyển dịch cơ cấu sang xe nâng điện, tái sử dụng xe cũ để tối ưu hóa chi phí vận hành, tăng hiệu quả làm việc và đảm bảo việc phát triển bền vững, không sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Thưa ông, qua video ngắn vừa rồi thì ông có thể chia sẻ những cái lợi ích mà doanh nghiệp cũng như là xã hội nhận được khi mà chúng ta sử dụng xe nâng phù hợp. Đối với doanh nghiệp, nếu như mà chị lựa chọn được đúng một cái xe nâng thì chị sẽ tiết kiệm được rất là nhiều các cái chi phí, vì nó ảnh hưởng đến các cái bộ phận khác. Ví dụ như là xe nâng thì ảnh hưởng đến nhà kho, ảnh hưởng đến giá kệ, ảnh hưởng đến cái tốc độ giao hàng, ảnh hưởng đến cái việc mà luân chuyển hàng hóa từ thành phẩm, bán thành phẩm và nguyên liệu thành thành phẩm từ nhà cung cấp đến khách hàng. Ví dụ thay vì chị dùng những cái xe mà chỉ nâng 3 đến 4 mét mà chị có thể dùng được sang những cái xe nâng 9-10 mét, thì chị thấy đấy, cái không gian của mình diện tích vẫn như thế nhưng không gian bên trên mình tối ưu và cái khả năng lưu trữ của mình tăng lên gấp đôi. Nếu như mà chị sử dụng đúng xe, giả sử thay vì chị sử dụng xe nâng dầu, chị sử dụng xe nâng điện, thì chị lại có thể tiết kiệm được đến 80% chi phí, gồm nó có chi phí gì? Chi phí bảo trì bảo dưỡng, chi phí vận hành thiết bị, chi phí liên quan đến cái việc đầu tư và tổng thể cái chi phí trên một cái đơn vị mà chị phải nâng hàng. Đó là những cái lợi ích cơ bản của việc nếu mà chị mà sử dụng đúng một cái sản phẩm. Có thể thấy là việc sử dụng đúng những cái giải pháp xe nâng phù hợp thì sẽ giải quyết được bài toán về chi phí cho các doanh nghiệp, đúng không ạ? Đúng rồi. Là điều mà các doanh nghiệp đang quan tâm hàng đầu hiện nay. Được biết là công ty TFV Industry của mình là một trong những công ty có uy tín trên thị trường xe nâng. Vậy ông có thể giới thiệu qua về những cái sản phẩm mà công ty mình đang cung cấp ra thị trường được không ạ? Vâng. Về phía công ty TFV thì chúng tôi là đơn vị cũng có khoảng 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp xe nâng cho các đối tác doanh nghiệp lớn và nhỏ. Thì hiện nay cũng theo cái dòng dịch chuyển của thị trường thì chúng tôi tập trung vào những cái dòng sản phẩm mà nó mang lại những cái giá trị cao nhất cho người dùng. Có 3 yếu tố. Thứ nhất là thiết bị, tức là cái xe. Và cái thứ hai là thiết bị tiêu hao, là trong quá trình dùng xe thì anh phải tiêu hao những cái gì. Và cái thứ ba là cái chất lượng của đội after sales service. Thế thì ba cái đấy nó mới cấu thành tổng thể một cái giải pháp xe nâng. Nhiều khi khách hàng cũng chỉ quan tâm là mua cái chiếc xe này là đắt hay rẻ, đúng không, bao nhiêu tiền, nhưng không hề biết ra rằng là sau khi mua xong thì mình phải mất bao nhiêu chi phí để vận hành nó, và nếu có sự cố thì có cái hệ thống và chăm sóc và backup hỗ trợ cho mình hay không. Bởi vì trong quá trình dùng thì ví dụ ra rằng là gồm các cái thiết bị vật tư tiêu hao, với xe dầu thì là các cái lọc dầu, rồi các cái hệ thống tiêu hao cho hệ thống động cơ, hộp số, thủy lực. Thế còn đối với xe điện thì đặc biệt đó chính là nước cất, đó là ắc quy, đó là thiết bị điện tử đi kèm theo. Thế thì chúng tôi quan tâm đến cái hệ thống backup đấy, nó gọi trọn vẹn thành một cái gói giải pháp tổng thể. Còn với sản phẩm thì chúng tôi tập trung vào những cái dòng xe nâng có giá trị của tập đoàn Kion, là tập đoàn xe nâng lớn nhất ở châu Âu. Và chúng tôi có làm xe nâng cũ của Nhật với hai thương hiệu tập trung là Toyota và Komatsu. Với thiết bị tiêu hao thì chúng tôi gần như bán rất nhiều các sản phẩm giá rất là rẻ, đặc biệt là bình ắc quy, và cung cấp giải pháp mới về bình lithium.
Vừa rồi thì ông có đề cập khá nhiều đến vấn đề xe nâng bằng điện và bình ắc quy lithium. Vậy thì liệu xe nâng bằng điện thì có thay thế hoàn toàn cho xe nâng chạy bằng động cơ trong thời gian tới? Vâng. Hay là cái bình ắc quy lithium ra đời thì có phải là một cái sự chấm hết, là một cái dấu chấm cho các loại xe nâng chạy bằng động cơ không ạ? Cái xu hướng dịch chuyển tất yếu là người ta sử dụng các cái năng lượng hóa thạch là xe dầu, xe điện chuyển xe dầu, xe xăng chuyển sang sử dụng xe điện. Trước kia thì là sử dụng công nghệ bình axit thì thời gian sạc thì lên đến là 8 đến 10 tiếng và chỉ dùng được 5 đến 6 tiếng. Đó là cái rào cản mà xe nâng điện không thể vượt qua được cái xe nâng động cơ khi có thể chạy được 24/7. Thế nhưng mà trong những cái thời gian gần đây thì cái công nghệ bình ắc quy đã thay đổi rất nhiều. Và đặc biệt là cái sự ra đời của bình lithium với thời gian sạc nó chỉ rơi vào có 1 đến 2 tiếng mà thời gian làm việc của nó là từ 8 đến 10 tiếng. Thì gần như cái câu chuyện về việc về maintenance và cái nhược điểm của bình ắc quy axit ấy nó đã được khắc phục hoàn toàn. Cho nên là cái sự dịch chuyển cực kỳ mạnh mẽ trong những năm gần đây thì người ta đã chuyển. Trước kia là 100% là xe nâng sử dụng động cơ dầu hoặc xăng, sau đó là 50-50, rồi là 60-40. Thì trong những cái như năm gần đây nhất là năm 2020 tỷ lệ lên đến là 73% là sử dụng xe nâng điện và 27% là sử dụng xe nâng dầu. Đấy, thì trong một vài ngành thì cái xe nâng dầu nó vẫn có vai trò nhất định mà không thể thay thế bằng xe nâng điện được. Và với những cái xe mà tải trọng lớn trên 10 tấn thì xe nâng điện hiện nay chưa có, nhưng mà xu hướng rằng là chắc chắn sau này thì sẽ dịch chuyển sang sử dụng xe nâng điện, và đặc biệt với bình lithium thì chắc chắn là cái xe nâng điện sẽ càng lúc càng phổ biến hơn nữa chị. Hy vọng rằng với những giải pháp tối ưu mà công ty mình đang mang tới thì trong thời gian tới đây thôi thì chúc cho những cái sản phẩm của công ty mình sẽ sớm chiếm lĩnh được thị trường xe nâng. Vâng, cảm ơn chị. Công ty trách nhiệm hữu hạn TFV Industry là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xe nâng và ắc quy công nghiệp tại Việt Nam. Nhận thấy bài toán kinh tế của các doanh nghiệp sử dụng xe nâng, giải pháp TFV mang lại dựa trên thành quả công nghệ trong việc sử dụng pin lithium trong xe nâng điện đến từ thương hiệu EKT và xe nâng của tập đoàn Kion Group, tập đoàn xe nâng lớn nhất châu Âu với các sản phẩm thiết bị nâng hạng với các thương hiệu như Kion Bali, trong đó dòng xe nâng mang thương hiệu Bali là sản phẩm chiến lược. Hiện doanh nghiệp này đã phát triển hệ thống showroom và đại lý phân phối trên toàn quốc, đã và đang được rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn, nhiều doanh nghiệp hợp tác. Trước kia chưa sử dụng xe nâng thì hiệu quả công việc nó không đáp ứng được. Sau khi sử dụng xe nâng thì hiệu quả nó tốt hơn, góp phần được đến 70-80% hiệu quả công việc, hàng nó nhiều, đưa lên đưa xuống độ cao của dàn kệ kho nên nó rất hiệu quả trong công việc. Hiện tại đang dùng bình sạc lithium thì thấy hiệu quả công việc nó cao hơn với bình truyền thống bình nước. Thời gian làm việc nó được 12 tiếng đồng hồ, thời gian bình nước truyền thống thì thời gian sạc nó từ 8-12 tiếng, mà cái công suất giờ làm việc thì không đáp ứng được cả một ngày làm việc. Thì tôi thấy bình sạc lithium này rất hiệu quả trong công việc. Trong quá trình sử dụng xe nâng điện TSV này thì tôi thấy nó hiệu quả trong công việc cao. Hỏng hóc thì tôi dùng đã 3 năm nay rồi, chưa thấy có sự cố gì, kể cả bình với cả xe. Đội ngũ nhân viên của TSV cũng rất là nhiệt tình và chu đáo, hàng tháng cũng thăm khám định kỳ bảo dưỡng. Tôi còn thấy dùng TSV cũng thấy rất hài lòng trong công việc. Xe Kion Bali là dòng xe cao cấp với giá thành hợp lý, được lắp ráp trên dây chuyền của Đức, linh kiện nhập khẩu Nhật, châu Âu và được công ty trách nhiệm hữu hạn TFV nhập khẩu, phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam từ năm 2019 đến nay. Với những giải pháp tối ưu về xe nâng điện ắc quy công nghiệp mà công ty trách nhiệm hữu hạn TFV đang mang tới. Đến đây thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Diệp Trang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.